xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển từ word sang pdf giả sử như đây tôi có một file word bây giờ tôi sẽ mở cái file word này lên rồi bây giờ tôi muốn là chuyển nội dung trong file word sang file pdf thì tôi sẽ có hai cách sau đây bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên cách đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ vào tab file tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn dòng là cs sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào browser Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào vị trí mà các bạn muốn lưu file Ở đây á, tôi muốn lưu file ở màn hình desktop Thì tôi sẽ chọn vào desktop Rồi ở dòng file name tôi sẽ đặt tên cho file Ví dụ như đây tôi sẽ đặt tên là file PDF 1 chẳng hạn Rồi ở dòng là xe archive Các bạn chúng ta sẽ bấm vào mũi tên gì xuống Và chúng ta sẽ chọn đuôi là PDF Nhớ nha, Quan trọng nhất là dòng là sẽ thay. Các bạn chúng ta sẽ chọn đuôi là PDF. Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào save. Thì lúc này á nó sẽ chuyển đổi từ file Word sang file PDF. Sau khi chuyển xong rồi á, nó sẽ tự động mở lên luôn. đó đây là file PDF mà tôi vừa chuyển từ file Word qua. Rồi bây giờ tôi sẽ đóng file PDF lại. Tiếp theo tôi sẽ ra màn hình desktop của máy tính để tôi kiểm tra. Đây chính là file PDF mà tôi vừa chuyển từ file Word này. Tôi mở lên này đó, giống định dạng so với file Đó là cách đầu tiên. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Cách thứ hai á, các bạn chúng ta cũng vào tệp file. Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào export. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn dòng là clip PDF. Chọn vào. Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào vị trí mà các bạn muốn lưu file. Ở đây á, tôi muốn là lưu file desktop thì tôi sẽ chọn vào màn hình desktop ở một file name thì tôi sẽ tiến hành là đặt tên cho file ví dụ như đây tôi sẽ đặt tên là file pdf 2 chẳng hạn rồi ở dòng là xe file nó đã chọn sẵn cho tôi đuôi là pdf rồi nên tôi sẽ không chọn nữa sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào public thì lúc này á nó sẽ chuyển từ file word sang file pdf đó như vậy là chuyển xong rồi chuyển xong nó sẽ tự động mở lên luôn đó đây là file pdf mà tôi chuyển từ file qua này tùy vào dung lượng file nha nếu mà file word của bạn á nó ít trang thì nó chuyển sẽ nhanh còn nhiều trang á nó sẽ chuyển lâu hơn nha đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chuyển từ word sang file pdf nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn đã theo dõi